Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ lót nền một loại đặc biệt tiếp theo Lượng xin gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Tại vì mấy bài hổng gài là em tập đó là bây giờ bị lóc hết trơn rồi quý vị. Dạ. Con gọi là con IT của đoàn em Vĩnh lóc hết rồi. Bây giờ nó chỉ cho em hát một bài thôi. Xin tặng quý vị nhạc phẩm Đèn Khuya của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng thưởng thức nha. Dạ, gửi tặng cho các mẹ, đã các mẹ có yêu cầu em ạ. Dạ.
nhiêu, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi kính thưa quý